Xin chào, mình là Kẻ Trộm Hương. Chào mừng các bạn và các anh chị đến với chuỗi nội dung về nghề nói của mình. Trong chuỗi nội dung này, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm cũng như một vài nhận định cá nhân của mình về lĩnh vực nói. Chuỗi nội dung này sẽ được phát sóng định kỳ vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ. Và đây là tập thứ sáu có tựa đề là Lồng Tiếng Thuyết Minh. Và mình nghĩ ở trong tập này có lẽ là sẽ có nhiều chuyện cần phải nói, cho nên mình sẽ chia nó ra thành nhiều kỳ. Và đây sẽ là kỳ đầu tiên ở trong tập Lồng Tiếng Thuyết Minh, và mình sẽ đặt tên cho kỳ đầu tiên này đó là Cơ Duyên Với Nghề. Kính thưa quý vị, cơ duyên với nghề thì chắc chắn là mình sẽ nói lý do vào cái thời nguyên thủy là tại sao là mình lại bắt đầu có được cơ hội đến với nghề. Nhưng mà trước khi mà nói về cái lý do đó thì chắc là mình cũng xin được phép kể sơ chuyện của mình riêng một chút xíu. Đó là vào năm cấp 2 á, cụ thể là năm lớp 7, thì mình có được cơ hội, mình được sinh hoạt trong nhà thiếu nhi. Lúc đó là nhà thiếu nhi quận 11. Thì ở thời điểm đó thì bây giờ thì người ta gọi là mascot đó thưa quý vị, nhưng mà hồi xưa thì tụi mình gọi là rối lùng. Tức là một người diễn viên họ sẽ mặc cái bộ đồ của một con rối, hình tượng là một con vật gì đó, ví dụ như con heo, con cáo, con sói chẳng hạn, và diễn cái nhân vật đó qua hình tượng con đó, ví dụ mà là diễn cho thiếu nhi đó thưa quý vị. Thì hồi xưa thì không chỉ riêng là mascot hay là rối lùng không đâu, còn nhiều lắm, ví dụ như là rối dây nè, rối que nè, rối tay nè, nhiều hình thức rối lắm. Thì mình là chuyên đi diễn viên chuyên đi múa rối đó, chỉ có cái rối nước là mình chưa có chơi thôi, còn tất cả những cái hình thức múa rối khác á, là mình đã có tham gia hết luôn rồi, có đi biểu diễn luôn thưa quý vị. Mà cái dịp mà biểu diễn nhiều nhất á, là khoảng từ hè cho tới cuối năm. Cứ vô hè là thay vì là học sinh á, là sẽ được nghỉ học, được tham gia, hồi xưa thì chưa có tham gia khóa hè đâu, thì có thể là đi học thêm hay là gì đó, hay là vui chơi gì đó, thì mình là phải lên nhà thiếu nhi tập dượt các kịch bản này nọ. Thì kịch bản hồi xưa mà múa rối mà thì đâu có thoại sống đâu, người ta đã thu âm sẵn rồi. Và tức là các anh chị lớn trước họ đã thu âm sẵn, và mình chỉ là khi mà đi diễn á, thì mở đĩa, mở băng đó, rồi các chú rối đó sẽ diễn trên cái lời thoại đó. Tức là mình đã tiếp cận với cái việc mà diễn xuất từ hồi còn khá nhỏ, năm lớp 7 thì chắc là 13-14 tuổi là mình đã bắt đầu, là mình đã biết đi diễn, biết đến nghệ thuật là cái gì rồi. Thì sau đó thì tới mình sinh hoạt từ năm lớp 7 cho tới gần hết cấp 3 luôn, tức là tới khoảng lớp 11. Mà hồi xưa là nhà thiếu nhi quận 11, mà nhất là đội rối của nhà thiếu nhi quận 11 là khá mạnh đó thưa quý vị. So với tất cả các quận huyện á nha, thì chắc là chỉ thua nhà thiếu nhi thành phố thôi. Đi diễn nhiều lắm luôn. Hồi đó là đội rối mạnh á, thì có thể là đội rối Nụ Cười. Mình không nhớ rõ, hình như Nụ Cười hay Nụ Cười Mới gì của bên sân khấu Thái Dương, tức là IDCAP đó thưa quý vị, của chú Huỳnh Anh Tuấn á. Đó. Và đội rối nhà thiếu nhi thành phố là ở ngoài quận nhất á. Sau đó là tới đội rối nhà thiếu nhi quận 11. Thì trong suốt 3 tháng hè ha, là diễn cho các bạn thiếu nhi. Bây giờ thì mình nói là các bé thiếu nhi, thì mà thời điểm đó thì là các bạn thiếu nhi, là tại vì chung với mình mà. Cùng tuổi nhưng mà người ta ngồi xem, còn mình thì đứng diễn cho người ta coi. Diễn 3 tháng hè, hết hè là bắt đầu là học sinh đi học lại, mình vẫn tiếp tục diễn cho cái đợt Trung Thu. Hết Trung Thu ngưng được 1-2 tháng thì bắt đầu tới Noel. Hết Noel chừng vài tuần lễ là bắt đầu tới Tết Tây và Tết Ta mình. Tới Tết Ta là học trò được nghỉ bao nhiêu ngày nha, là mình không được nghỉ đâu. Từ hôm 20, nói chung là qua giao thừa, chiều mùng 1 là bắt đầu đi diễn tỉnh. Nhớ có lần là năm đó lớp 8 hay lớp 9 gì đó là bắt đầu là xa nhà đi tuốt tới tận Cà Mau luôn. Tới khoảng mùng 4, mùng 5 mới về, tức là ở dưới đó 3-4 ngày luôn. Chịu chơi lắm, dữ dội lắm thưa quý vị. Rồi, sau đó bắt đầu là lên cấp 3. Thì cái phong trào mà
những cái đứa nhỏ giống như mình á, mà được sinh hoạt trong nhà thiếu nhi á, tiếp cận với nghệ thuật rồi diễn ca múa này nọ thì lại có xu hướng là thi vô trường nghệ thuật để mà làm diễn viên. Thì không phải riêng mình mà là nhiều anh chị trước đó cũng đi thi luôn. Thế là cái năm đó mình cũng đăng ký đi thi, nhưng mà mình không có chọn trường sân khấu điện ảnh mà mình chọn trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Trường đó thì nằm bên đường Nam Quốc Cang, gần bên Cống Quỳnh, gần bên trường cao đẳng sân khấu điện ảnh, bây giờ là Đại học sân khấu điện ảnh. Thì lý do tại sao mình chọn trường đó, cái thứ nhất đó là tỷ lệ chọi nó khá thấp, cái thứ hai nữa đó là không có thi tuyển. Cái năm đó thì không có thi tuyển mà là xét tuyển và chỉ thi môn năng khiếu thôi. Thì cùng cái năm đó của mình á, thì mình có đăng ký vô ba trường, đó là trường cao đẳng phát thanh truyền hình nè, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật nè, và trường trung cấp du lịch để mà học làm tour guide á. Thì có vẻ như cái trường du lịch thì nó chả liên quan gì tới hai trường kia, nhưng mà cả ba trường đó đều là hình thức xét tuyển hết chứ không có thi tuyển, thưa quý vị. Ngay cả trường cao đẳng phát thanh truyền hình cũng vậy luôn. Thì cuối cùng thì mình đậu hết cả ba trường, đậu hết cả ba trường luôn, tại vì xét tuyển thì cũng dễ mà, không có khó. Nhưng mà cuối cùng thì mình chỉ chọn học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và trung cấp du lịch, tại vì là thời điểm đó thì khi mà học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật á thì phải học sáng chiều. Cái khóa trung cấp á thì nó là có một cái lớp dành cho những người đã từng đi làm rồi, chứ không phải là chỉ riêng những người tốt nghiệp cấp 3. Thì cái lớp đó là được ưu tiên mở vào buổi tối để cho những người đã từng đi làm, thì họ muốn bổ sung nghiệp vụ của họ thì học buổi tối. Thì thế là mình học vào buổi tối của cái bên trường du lịch đó, tức là sáng chiều tối, thì mình đã chia thành hai 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 bên để mà cùng học luôn. Xin ngắt sơ nói một chút xíu về lúc mà mình thi vào trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật, rất là nhiều kỷ niệm thưa quý vị. Thời điểm đó mình nhớ là xét tuyển học bạ là đã ok rồi, bắt đầu vô tới cái phòng mà vô tới cái phần mà thi năng khiếu, thì nói chung là cũng có kinh nghiệm diễn xuất sơ sơ rồi. Nhưng mà quý vị biết đó, cái hình thức mà diễn cho thiếu nhi mà là diễn trên nền băng đã thu sẵn thì nó sẽ khác với cái việc mà quý vị đứng đó trên sân khấu thoại sống và diễn. Hai cái nó khác nhau, tại vì hồi xưa đi diễn rối á, thì giống như mình nói á, là đã thu sẵn một cái đoạn băng đó rồi, thì mình biết được, mình canh thời gian, mình canh cái timeline. Con nít mà thì đâu có làm như vậy là quá giỏi rồi, chứ đâu có bắt nó mà phải xử lý nhiều hơn được nữa. Thì đó, cứ vậy đó, nhiều khi cũng gặp sự cố trên sân khấu thưa quý vị. Nhiều khi á, là băng á, họ mở được tới cái cảnh đó rồi mà mình bị loay hoay với cái con rối lụng đó đó, tại vì nhiều khi là không có linh hoạt trong cái bộ đồ rối á, thì phải tìm cách xử lý. Nhiều khi là làm xong vô cũng bị ông thầy ông la quá trời luôn, tại vì bị bể mà. Thì trở lại với cái việc mà đi thi bên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật, thì lúc đó mình còn nhớ chấm thi mình lúc đó là có ba người. Cô Ái Như là ngồi chính giữa, thì mình ngồi đối diện với cô. Bên trái mình lúc đó là thầy Thành Hội, bên phải mình lúc đó là thầy Lê Văn Tĩnh. Mà thầy Lê Văn Tĩnh là chắc là quý vị ít nghe tên, nhưng mà thầy, nếu nếu mà trong giới thì thầy rất là nổi tiếng nha. Thầy là người thầy của rất nhiều người thầy bây giờ. Thầy đã từng dạy, ví dụ như thầy đã từng dạy chú Thành Lộc nè, từng dạy chú Phước Sang nè, từng dạy đạo diễn nổi tiếng Trần Ngọc Giao, thầy dạy nhiều người lắm luôn. Và nói chung là thầy cũng khá nổi tiếng á. Mà ở thời điểm đó mình không biết thầy là ai hết, tới khi mà mình thi xong rồi á, mình mới biết, à đó là thầy Lê Văn Tĩnh. Thì mình nhớ có một cái kỷ niệm, đó là lúc mà thi á, cái còn trẻ mà quý vị, cái cách cư xử nó chưa có được hay. Thế là vô mình thi, mình muốn dời một cái bục để mà lên sân khấu á, để mà làm cái công cụ để mà hỗ trợ cho mình, để mà mình thi, mình diễn cho nó tốt. Thì mình mới nói là sai thì không phải gọi là sai, nhưng mà ý là mình nhờ, nhưng mà mình hơi hơi có vẻ ra lệnh một chút xíu. Mình nói với anh Thế Hải, anh Thế Hải bây giờ á, là anh Thế Hải là khóa trên mình, mà anh Thế Hải bây giờ là diễn viên ở bên sân khấu kịch Hoàng Thị Thanh á.
Anh Thế Hải thì cùng chung khóa với chị Hoàng Vân Anh, bây giờ cũng là diễn viên của bên trường, của bên sân khấu Hoàng Thế Thành. Thì mình mới nói là anh ơi anh cho em xin cái bục đó đây, để chỗ này giùm em nha. Thì mình nghĩ là mình đi thi mà mình chỉ biết là mình thi thôi, còn những cái việc khác là người ta bắt buộc phải phụ mình, nếu mà mình không có biết là mình phải tự làm hết cái việc đó. Mình nhớ hoài cái chuyện đó luôn. Thế là thầy Thành hội, ông ở dưới, ông ngồi ông nghe thấy được, thế là ông đập bàn một cái đùng, ông la lên: Hải, đừng, để cho nó làm. Rồi thầy còn nói cái gì nữa, đại ý là không được sai những anh chị lớn hơn mình, cái kiểu làm vậy á. Mà thiệt tình là lúc đó là mình không biết là anh Thế Hải, ảnh là khóa trên mình. Mình chỉ nghĩ chỉ là một người hỗ trợ của bên trường để mà tổ chức cuộc thi thôi, chứ mình không có nghĩ là cái lớp diễn viên đó phải mọi người phải tự làm với nhau để mà hỗ trợ, để mà tổ chức cuộc thi đó. Thế là cũng bị quê thưa quý vị, nhưng mà cái đó là cái bài học đầu tiên mà thầy Thành Hội á, ông dạy cho mình, nhớ hoài luôn. Sau này mình biết là khi mà mình bắt đầu là mình nói cái gì đó, mình cư xử với cái gì đó, thì mình phải nhìn cái người đó coi họ là ai, họ như thế nào, chứ không phải là mình muốn theo ý mình, là mình nói người ta là mình bắt người ta phải làm theo mình. Bài học thứ nhất. Rồi xong rồi cái bắt đầu thi thì mình nhớ là cái phần thi của mình nó khá lâu nha thưa quý vị. Thầy cô rồi hỏi rồi bắt làm nhiều cái lắm, mà trong khi là mấy người trước đó chung khóa với mình họ thi nhanh lắm, họ thi chắc chừng 15-20 phút là xong là ra rồi. Mình ngồi chắc phải hơn nửa tiếng, lâu á, mình nhớ là khá lâu. Thì trong đó có một cái chuyện đó là làm xong xuôi trơn rồi, thầy cô hỏi biết múa không, thì cũng nói dạ thật ra có biết múa đâu, nhưng mà ráng mà phải thi cho đậu thì giờ hỏi gì cũng biết hết, xong rồi lên làm. Thầy là cũng múa may quay cuồng vậy đó. Rồi hỏi biết làm gì không, cũng biết làm hết. Xong rồi thế là cái vòng cuối cùng, thầy ông mới cầm một cái tờ giấy, đó là một mình nhớ không lầm, đó là một cái trang độc thoại của một nhân vật mà mình không biết đó là nhân vật gì. Mà độc thoại thì cũng hơi nhiều á, một trang giấy A4 mà nó phải gần một trang đó. Thế là ông kêu mình cầm tờ giấy đó, nhẩm sơ qua đi, rồi lên sân khấu đọc và diễn theo cái lời thoại đó. Thế là cũng nhẩm sơ, rồi cũng lên, cũng làm, tức là mình cảm nhận sao mình làm như vậy. Cuối cùng, mình đậu. Mình đậu, nhưng mà mình không biết lý do mình đậu là cái gì, tại vì tất cả những cái mà mình làm thì mình nghĩ là nó hơi hời hợt, nó chưa ra gì hết. Tại vì thật ra là đi thi lúc đầu mà quý vị, nếu mà làm giỏi thì người ta đi thi chi nữa, cần học chi nữa. Nhưng mà sau này mình mới biết thì ra là cái mà cái tờ mà độc thoại đó, cầm cái bản trang kịch bản đó mà diễn đó, nó mới là cái mà cứu mình đó. Có lẽ nha, có lẽ là cái là cứu mình đó. Tại vì á, chắc biết đâu chừng là thầy cô đã phát hiện ra thời điểm đó cái giọng của mình đó, nó lại phù hợp với cái thể loại kịch. Còn mà mấy cái diễn xuất á, thì ok, có thể trau dồi sau chẳng hạn. Mình nghĩ là như vậy. Đó là nãy giờ mình kể, đó là hai cái chỉ dấu cho cuộc đời của mình. Chỉ dấu thứ nhất đó là mình bắt đầu sinh hoạt nhà thiếu nhi, tiếp cận với công việc nghệ thuật. Chỉ dấu thứ hai đó là mình thi và thi đậu vô trường văn hóa nghệ thuật. Bây giờ sẽ là cái chỉ dấu thứ ba. Đó là vào mình học được chừng đâu một tháng hơn thì hoặc là đâu cỡ đó, khoảng chưa tới 3 tháng đâu thưa quý vị, thì bắt đầu là mình cảm giác là mình không học nổi nữa, tại vì học sáng chiều rồi buổi tối thì chạy qua bên kia, mà khi đó thì ở nhà không ủng hộ mình học ở bên trường bên sân khấu cho lắm. Thứ nhất là điều kiện kinh tế nó không có cho phép, thứ hai nữa là người nhà họ không, nhà mình không có ai mà đi theo công việc mà nó có hình ảnh của nghệ thuật trong đó. Cho nên là họ không có niềm tin lắm vào cái việc là sẽ kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân ở công việc nghệ thuật. Thế là họ hay kiểu là bàn ra đó thưa quý vị. Thì lâu dần thì mưa dầm thấm đất thôi. Thì mình cũng bắt đầu mình nản, cộng với cái sức của mình thì mình nghĩ là mình không thể kham nổi cả hai bên. Thế là mình bắt đầu mình ngưng bên sân khấu, chỉ chuyên tâm lo học bên du lịch. Tại vì thời điểm đó du lịch làm kiếm tiền rất là
rất có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Nhiều thì mình không biết, nhưng mà có nhiều tour để đi lắm. Thời điểm đó thì du lịch họ còn phóng khoáng. Hướng dẫn viên du lịch mà dẫn inbound á, tức là khách nước ngoài mà đến Việt Nam á, dẫn thì vẫn chưa có cần phải xét thẻ hướng dẫn viên đâu. Sau này thì mới cần có cái vụ mà xét thẻ hướng dẫn viên. Sau khi mình ra trường khoảng đâu cỡ 1, 2 năm hay 2, 3 năm gì đó, thì bắt đầu là mới thi để mà lấy được cái thẻ hướng dẫn viên. Còn thời điểm đó khi mà mình học ấy nha, thật ra trung cấp thì học có 2 năm thôi, nhưng mà chỉ học hơn 1 năm mà nếu mà khá tiếng Anh là tự nhận dẫn đón khách ở sân bay nè, chừng khoảng một đoàn chừng 3-4 người thôi, rồi tự dẫn city tour là ok được luôn thưa quý vị. Đó. Thì đó, tại vì vừa học, mới học có năm mấy mà ra là có thể kiếm được tiền rồi. Và đó là khách inbound nha, là dạng mà hơi VIP, hơi VIP á. Còn mà khách bình thường, ví dụ như là dẫn tour team building 3 ngày 2 đêm hay 2 ngày 1 đêm là chuyện bình thường thưa quý vị. Thời điểm đó là cần hướng dẫn viên nhiều lắm, cho nên là rất là dễ. Mà lên xe cũng đâu cần thuyết minh gì nhiều đâu, chỉ là chủ yếu là vui chơi thôi. Thì lúc mà học được 1 năm là đã vừa học vừa đi làm rồi. Và sau khi tốt nghiệp bên trường du lịch là học được 2 năm rồi, thì bắt đầu mình cảm thấy mình chán công việc, cảm giác là nó không có phù hợp với mình. Và đây là cái thời điểm mà chỉ dấu thứ 3 xuất hiện. Đó là vào năm 2008, nếu như mình nhớ không lầm, khoảng lối 2008-2009 á, thì ở trên báo nó có một cái mẫu tin, nó là đăng công ty Trí Việt tuyển diễn viên lồng tiếng cho cái tuyển học viên cho cái khóa lồng tiếng đầu tiên của bên họ. Mà thưa quý vị, thời điểm đó là công ty Trí Việt là mới bắt đầu làm về mảng phim lồng tiếng thôi. Tại vì họ theo như mình biết á nha, tại vì mình không ở trong nội bộ cho nên mình không rành lắm, nhưng mà theo như mình quan sát và mình biết á, thì là họ tiên phong về cái mảng mà lồng tiếng mà phim Hàn. Sau này thì có thêm cái mảng là phim thiếu nhi, phim hoạt hình, thì họ cần cái khóa lồng tiếng diễn viên lồng tiếng trẻ và mới. Thế là họ bắt đầu họ tuyển. Thì lúc đó là thầy Khánh Hoàng nè, cô Thúy Tiên nè, thật ra mình gọi là thầy Khánh Hoàng chứ thật ra không có học thầy một bữa nào hết, nhưng mà tại vì quen gọi thôi chứ không có ấy đó. Rồi chú Bán Nghị nè, là những người mà đầu tiên để mà gọi là training cho các thế hệ diễn viên ở bên Trí Việt lúc bây giờ á. Thì thời điểm đầu á là có những vài người mà mình đã từng gặp và đã từng làm chung, ví dụ mà lâu lắm rồi không có gặp lại, ví dụ như là anh Tuấn nè, chị Thanh Hồng nè. Rồi sau này có biết thêm ví dụ như là anh Quốc Tính nè, chị Minh Chuyên nè, mà bây giờ không biết là những anh chị này là có còn làm việc hay không, nhưng mà hình như là chị Thanh Hồng và anh Tuấn thì vẫn còn tiếp tục làm việc. Đó. Nhưng mình không có tham gia cái khóa đó. Đó là cái mà mình nói là chỉ dấu thứ 3 đó thưa quý vị. Mà tất cả những chỉ dấu này á, khi mà sau này nha, mình đã đi một đoạn đường mà mình nghĩ là cũng hơi khá dài dài một chút xíu ở trong nghề rồi. Và mình có cơ hội mình chừng lại, mình dừng lại, rồi mình quay mặt mình nhìn lại, mình thấy thì ra tất cả những gì mà mình đang đi nó đều có chỉ dấu cho mình hết thưa quý vị. Chỉ là cái thời điểm mà chỉ dấu nó diễn ra, mình không có nhận ra nó mà thôi. Thế là mình mới suy nghĩ bây giờ mình áp dụng nó qua các chuyện khác đi. Mình chịu khó mình quan sát nhiều hơn một chút xíu, biết đâu vũ trụ đã từng ban cho mình những cái chỉ dấu trong thời điểm hiện tại mà mình kiểu là mình lơ là, mình không để ý. Mà biết đâu nếu như mình có cái sự chú ý với những chỉ dấu đó thì cuộc đời của mình nó sẽ trôi chảy, nó sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Tại vì đã có những cái mỏ neo sẵn cho mình rồi, đã có những cái nấc thang sẵn cho mình để mình đạp lên, mình bước lên và mình đi tiếp con đường của mình rồi, đúng không thưa quý vị? Ví dụ như anh chị nào mà theo dõi xuyên suốt cái series này của mình thì biết đâu đó là một trong những chỉ dấu của các anh chị thì sao, đúng không? Tại vì thứ nhất đó là cái lượt view của cái series này nó không có cao, tức là ít người nghe. Thứ hai nữa là bây giờ mình nói tới thời điểm này đã là gần 20 phút rồi mà quý vị và các anh chị vẫn ngồi nghe được tới đây thì chứng tỏ là có duyên, thì biết đâu chừng nó là chỉ dấu cho mình thì sao, đúng không? Thì đó là cái chỉ dấu thứ ba. Tất cả ba chỉ dấu đó nó đều sau này mình nhìn lại thì nó đã thông báo cho mình ở thời điểm đó, nhưng mà mình không có biết nắm bắt. Nhưng
khi mà mình ngưng cái công việc du lịch. Ngưng thì không phải là ngưng, thật ra là mình cũng hơi chán thời điểm đó thôi, tại vì không biết làm cái gì khác và mình cảm thấy là nó không phù hợp. Thế là mình bắt đầu mình lên tìm việc. Lúc đó mình còn nhớ đó là cái web 5 giây hay web 5 ngày gì ta quên mất tiêu rồi, hình như là web 5 giây thì phải. Lên trên web đó chủ yếu là cũng tìm công việc về cái mảng du lịch, nhưng mà ở một môi trường khác, nó chuyên nghiệp hơn, nó bài bản hơn, để cho mình kiểu là được nói nhiều hơn đó thưa quý vị. Tại vì kiến thức mình học là để mình muốn nói ra, mà bây giờ tối ngày cứ bắt dẫn tour team building rồi hò hét vui chơi không, rồi ví dụ như là dẫn khách đi tour thì cứ dẫn vô chỗ những chỗ mua sắm để mà ăn cái commission, thì mình thấy nó cũng không có gì gọi là khác biệt so với những cái người khác, hoặc là nó không có tạo ra cái giá trị gì cho bản thân mình đó. Thế là mình hơi chán, chỉ vậy thôi. Thì mình bắt đầu mình lên web mình tìm việc. Thì lần này mình lại tìm được một mẫu tin, đó là tuyển người diễn viên lồng tiếng. Yêu cầu rất đơn giản thưa quý vị, giới tính nam mình có, nói giọng chuẩn Sài Gòn. Thì cái này mình tự tin, tại vì á, là mình sinh ra ở hộ khẩu của mình là ở Sài Gòn mà, mình sinh ra ở đây luôn, ba mẹ mình cũng sinh ra ở đây luôn, thì chắc chắn là giọng mình phải chuẩn Sài Gòn rồi. Lúc đó mình nghĩ vậy nha. Yêu cầu thứ ba đó là tốt nghiệp trung học phổ thông, thì này quá dễ rồi, đã tốt nghiệp luôn rồi. Thế là mạnh dạn nộp đơn xin việc thử. Mà thưa quý vị, cái thời điểm đó mình không phân biệt được lồng tiếng và thuyết minh là cái gì thưa quý vị. Không biết ở đây có quý vị và các anh chị nào phân biệt được lồng tiếng và thuyết minh không ha. Nếu như mà không thì mình cũng xin chia sẻ sơ một chút xíu thôi. Đó là thuyết minh thì chỉ cần một hoặc hai giọng. Nếu mà một giọng thì là một giọng nam hoặc một giọng nữ. Còn nếu là hai giọng thì thường là một nam và một nữ. Hiếm khi nào mà hai nam cùng thuyết minh một tập phim. Hầu như là chưa, mình chưa thấy bao giờ. Thì thuyết minh thì họ không có làm màu. Làm màu là cái gì thì ở những số sau mình sẽ nói. Họ không có làm màu, họ không có diễn nhiều. Cái mức độ diễn của họ nếu như mà có thì ở cái việc là lên tông hoặc xuống tông, để biết là trong cái cảnh đó là người này nói và người kia nói, không có diễn giọng nha. Nếu như có diễn thì chỉ là lên tông hoặc xuống tông thôi. Và cũng không đòi hỏi cái việc là khớp miệng. Tức là cái người mà thuyết minh đó, là chỉ là một việc đơn giản, đó là truyền tải nội dung của cái tập phim hoặc bộ phim đó cho người nghe thôi. Chứ không có diễn gì hết. Riêng lồng tiếng thì cần có những cái mà mình vừa nói. Đó là nam thì phải nói giọng nam, chứ không phải là nhân vật nam mà lồng giọng nữ. Tùy vô ý đồ của kịch bản hoặc là của đạo diễn thì nhiều khi cũng có trường hợp đó, nhưng mà hầu như là rất là hiếm, tỷ lệ là không phết mấy phần trăm thôi. Và tất nhiên là phải khớp miệng. Cái đó là yêu cầu tối thiểu của việc lồng tiếng. Khớp miệng là sao? Tức là diễn viên mà trên phim còn đang nói á, thì diễn viên lồng tiếng cũng phải nói. Diễn viên mà trên phim mà ngưng thì diễn viên lồng tiếng phải ngưng. Và cái việc nói và việc ngưng đó là phải sao cho khéo, chứ không phải muốn ngưng, muốn nói. Thì sau này mình sẽ nói thêm cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa là phải biết diễn. Ở trên phim á, họ đang vui thì mình phải vui. Nhưng mà vui thì nó có 80.000 loại vui thưa quý vị. Buồn cũng vậy, la hét giận dữ thì mình phải làm đúng cái đô của diễn viên trên đó. Họ làm màu thì mình phải làm màu. Đó, kiểu là vậy. Thì đó là cái sự khác nhau cơ bản giữa lồng tiếng và thuyết minh. Mà cái thời điểm mà mình nộp đơn mình xin việc vô công ty đó nha, thưa quý vị không biết lồng tiếng thuyết minh là gì hết. Chỉ biết cái này nó đang tuyển về người mà nói giọng Sài Gòn là chỉ biết vậy thôi. Thế là bắt đầu. Cơ duyên thừa để phát sinh. Thì mình cũng xin nói sơ về công ty đó. Công ty đó là của một anh. Mình chưa xin phép anh đó cho nên thôi mình cũng không tiện nói tên. Anh đó, anh gọi là anh Đờ đi. Anh Đờ đó, ảnh có tham gia một cái khóa, gọi là khóa đào tạo diễn viên lồng tiếng của bên câu lạc bộ... câu lạc bộ gì ta? Câu lạc bộ Tân Sơn Nhất thì phải. Mình không nhớ rõ tên lắm, nhưng mà cái khóa đó chủ yếu là đào tạo những người diễn viên lồng tiếng cho phim Việt Nam, chứ không phải phim bộ nha. Nó phải phân biệt ra là phim bộ và phim Việt Nam nữa.
thì cái trung tâm câu lạc bộ đó nó nằm ngay đầu đường Phổ Quang đó, thưa quý vị, gần sân bay á. Nó có một cái câu lạc bộ gọi là sân khấu Tân Sơn Nhất hay là cái gì đó, đại khái là có chữ Tân Sơn Nhất ở trong đó. Thì anh Đờ này anh đã từng tham gia cái khóa đó, mà lúc đó là chú Xuân Tâm. Chú Xuân Tâm á, tham gia giảng dạy. Chú Xuân Tâm cũng là một diễn viên lồng tiếng khá nổi tiếng trong lĩnh vực trong mảng phim truyền hình Việt Nam đó nha. Trước đây thì sau đó thì mục đích mà anh Đờ ảnh tham gia cái khóa này á, là để ảnh mở công ty và ảnh làm phim lồng tiếng, nhưng mà làm về phim bộ. Thì khi mà ảnh làm xong cái khóa này á, bắt đầu là ảnh bắt tay vô ảnh làm cái business của ảnh luôn, và ảnh gọi những cái người mà đã từng tham gia cái khóa đó chung khóa với ảnh á, mà ảnh chấm người nào á, thì ảnh bắt về ảnh làm đó. Cái kiểu của cái thời điểm đó là như vậy. Thì khi mà mình đọc được cái tin mà anh Đờ á, ảnh tuyển thêm diễn viên lồng tiếng cho bên công ty của ảnh á, thì công ty đã hoạt động được khoảng 3-4 tháng rồi. Và những người đang làm, những diễn viên đang làm trong đó là những người đã được đào tạo bài bản nha, thưa quý vị, chứ không phải như mình nha. Đến nỗi mà lồng tiếng thuyết minh là gì mình cũng không phân biệt được thì chắc chắn là không được đào tạo bài bản rồi. Thì bất cứ một công ty nào cũng vậy, cần phải có một cái leader. Mà leader lúc đó cũng chính là sư phụ của mình sau này, cũng chính là người thầy đầu tiên dạy cho mình lồng tiếng là gì sau này, chính là cô Ý Nhi. Mà nếu như quý vị nào mà có theo dõi mảng phim truyền hình Hồng Kông á, đặc biệt là TVB á, thì quý vị sẽ biết là diễn viên lồng tiếng Ý Nhi là người thường xuyên lồng cho Mông Gia Tuệ nè, sau này là lồng cho Hồ Định Hân nè. Nói chung là cô làm rất là nổi tiếng luôn, cô làm rất là lâu năm rồi. Cùng với cô lúc đó thì là có chú Thế Phương. Chú Thế Phương thì quá nổi tiếng rồi. Quý vị nào mà có xem phim Đắc Kỷ Trụ Vương á, thì ổng chính là người làm cho Nada đó. Quý vị nào mà có xem phim Tây Du Ký mà của TVB á, thì ổng chính là người làm cho Tôn Ngộ Không đó. Và ổng làm cho rất nhiều người khác, ví dụ như là Trương Du Kỵ chẳng hạn. Chú Thế Phương là nổi tiếng lắm. Mà xin thưa là thời điểm bước vô công ty không biết tên người diễn viên lồng tiếng. Nghe giọng cất lên cái ủa trời, ông này là vậy vậy đó hả, là hồi xưa có coi phim này nè, trời xưa coi mê Na Tra dữ lắm, hồi xưa coi mê Tây Du Ký dữ lắm hả. Thì ra mình mới biết được lồng tiếng là vậy đó hả, là khi mà bước vô công ty nha. Nhưng mà trước khi bước vô công ty thì cần phải có một cái gọi là test đó, thưa quý vị. Mình nhớ cái bữa đầu tiên mình đi lên mình test, mình nộp đơn buổi sáng, mình email buổi sáng, thì buổi trưa anh Đờ anh gọi lại, đại diện của anh Đờ, chứ không phải anh Đờ, đại diện của anh Đờ gọi lại thì hẹn là buổi chiều lên cái mà công ty thì vô tình lại cũng gần nhà hả. Thế là chạy lên, ok, hẹn đầu giờ chiều chạy lên thì lúc đó là phòng thu thì lầu 2 nhưng mà hẹn gặp mình ở lầu 1. Thế là cô ấy nhìn cô xuống, cô mang theo một cái sắp kịch bản, cái cô quăng ra, cô đưa cho mình đọc, cái mình đọc, cái cô mới nói giọng được ta, rồi chịu, rồi xong lên báo với sếp là bắt đầu đi làm luôn. Mà thật ra lúc đó, thưa quý vị, thời điểm đó mình không ý thức được là mình là người có cái giọng được. Mình không có phân biệt được là giọng nào hay và giọng nói, mình chưa có khái niệm đó, chỉ biết là nói vậy thôi. Mà cô ý Nhi, cô chấm cái thời điểm đó là cô chấm chất giọng, chứ không phải là cô chấm cách phát âm. Nếu như mà cô chấm cái cách phát âm á nha, là mình rớt từ dòng gửi xe luôn rồi, thưa quý vị. Tại vì trong những số trước mình có nói á, là thời điểm đó nha, nói sai chính tả nhiều lắm. Mà mãi sau này á, mình có dịp á, mình nói chuyện với nhiều bạn khác á, các bạn nói anh ơi, xem mắc sai lỗi chính tả nhiều quá. Cái mình nói đâu, bạn đọc thử tôi nghe thứ coi. Cái bạn đọc lên cái mình lắc đầu, nó không sai nhiều lắm đâu, không ai sai nhiều bằng tôi ngay thời điểm đầu đâu. Là quý vị và các anh chị cũng biết là thời điểm đó là mình sai tới cỡ nào rồi đó. Trở lại vô cái chuyện mà bắt đầu đi làm, thì thời điểm mà mới bắt đầu đi làm rồi nó kinh khủng lắm, thưa quý vị. Ví dụ như những cái người mà làm chung với mình họ đã được đào tạo bài bản rồi nha, nhưng mà họ được đào tạo để mà làm phim Việt Nam. Cái cách mà làm phim Việt Nam và cái cách làm phim bộ
ở cái thời điểm đó nó khác nhau nhiều lắm thưa quý vị. Cho dù có được đào tạo rồi á mà bắt đầu nhảy qua nó cũng giống như là từ một con cá nước ngọt mà nhảy qua biển vậy đó, nhảy qua nước biển vậy đó. Nó không thể nào mà thích nghi liền được. Thậm chí là không thể thích nghi luôn đó thưa quý vị. Khó lắm. Mà mình là lại người không được đào tạo. À, nhưng mà mình có một cái hên. Đó là vì mình không được đào tạo giống như là mình đang là một cái trang giấy trắng vậy đó. Cho nên là người ta muốn viết cái gì lên á, mình cũng dễ tiếp thu á. À, còn những người mà đã được đào tạo rồi á, thì bắt đầu là phải chọn lọc lại. À, tại sao lúc mà thầy dạy như vậy nhưng mà khi đi làm nó khác. À, cái kiểu là nó như vậy. Thì người ta phải có sự chọn lọc. Thành ra là khi mà mình vô là mình chưa làm được liền. Không ai mà tài thánh nữa. Mình phải mất mấy tháng trời đó. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình làm được thì mình lại đuổi kịp với những anh chị trong đó. Ừ. Bây giờ mình sẽ kể cái thời điểm mình mới vô. Cùng vô với mình có một người nam nữa. Anh đó cũng đã được học luôn. Thì anh đó thì cũng được khen là giọng hay. À, nhưng mà vô thì lại làm không được. Cô Ý Nhi cũng mới nói cái anh đó là ủa sao lúc mà thử giọng thì ok, mà tới khi mà vô mic ngồi làm thì cái giọng bị bẹt. Mà thật ra cổ nói giọng bẹt mà lúc đó mình không biết giọng bẹt là giọng gì. Sau này mình mới biết. À, giọng bẹt tức là miệng mình nó hơi bị mở theo chiều ngang nhiều đó thưa quý vị, làm cho cái chữ của mình nó bị bè ra, nó không có được tròn á. Thì anh đó ảnh bị như vậy. Thế là áp lực lắm thời điểm đầu đó. Ảnh chịu không nổi, ảnh làm đâu được tuần 10 ngày ảnh nghỉ. Còn mình bám trụ lại. Cùng khóa với mình lúc đó là mình có thể kể tên ra nha. Nhiều khi là quý vị cũng biết á. Anh Cao Thanh Danh. Anh Cao Thanh Danh thì ảnh có học ở bên trường sân khấu rồi. Có tốt nghiệp diễn viên rồi. Lúc đó thì đang học tiếp đạo diễn. Đó. Kế nữa là anh Long Hồ nè. Kế nữa đó là Từ Khang đó thưa quý vị. Mà lúc đó là nó chưa có tên Từ Khang đâu. Lúc đó là lấy tên khác. Đó. Sau này là lấy tên Từ Khang. Mà nếu như mà ai không biết Từ Khang là gì thì quý vị sợ Thánh Lồng Tiếng là chung đợt với mình đó. Rồi kế nữa là Huệ Phụng nè, kế nữa là Phương Du nè, là tất cả những người đó là vô trước mình mấy tháng á. Sau đó mới tới phiên mình. Thì làm đâu được vài tuần mà quý vị tin đó, là làm từ sáng cho tới chiều. Mà bị sai chính tả nữa. Thế là bị bắt tập đọc suốt luôn. Thời gian đầu đâu được ngồi vô mic mà làm liền đâu. Ngồi á, phái cho tập kịch bản đó. Ngồi đó, ngồi một góc vậy đó. Dò theo cô chú, coi cô chú thoại làm sao, coi mấy anh chị thoại làm sao, coi người ta phát âm làm sao. Tự học không à. Rồi tới khi nào mà rảnh á nha, nghỉ giải lao á, thì bắt đầu mới kêu lên kiểu là khảo á. Đâu, đọc câu đó cho cô nghe. Đọc xong cái hả? Không, sai rồi, đọc lại. Đó, cổ gì bả là vậy á. Mà thật ra lúc đó là nóng tính lắm. Cổ là cổ gọi là thời điểm đó là cổ rất là khó khăn nha. Mà sau này mình mới nghĩ là nhờ khó vậy mới nên. Chứ mà như mình mà mình đi dạy mình không khó là không có ai học được á. Tại vì mình không bao giờ mình chê hay mình rầy người ta hết trơn á. Toàn khen trước không à. Khen trước rồi mới chê sao. Thì cái đó là không nên. Mình nghĩ là không nên. Mà quý vị tin không? Khó tới nỗi á là buổi trưa nha. Người ta được nghỉ đồng tiếng rưỡi là vừa ăn vừa nghỉ trưa. Không cho nghỉ, bắt ngồi đó tập đọc. Đọc ồn quá, lớn quá, không ai ngủ được, đuổi ra ngoài. Cầm bản đó đọc. Tới khi mà đọc hơi ổn rồi đó, bắt đầu cho lên, ngồi trên mic làm quần chúng. Quần chúng là đúng nghĩa quần chúng đó thưa quý vị. Kiểu là giống như là đi vô tiệm nước, có ông bán nước, rồi hỏi quý khách dùng gì, rồi cái người kia nói tôi dùng vậy đó, cái nói dạ có liền, rồi xong rồi vài phút sau là mang ra dạ của quý khách đây, đúng dõn dẹn là có vài câu giống vậy đó, mà nó không xong đó thưa quý vị, nó không xong luôn. Ta nói trật lên trật xuống, mà phim thì cần tiến độ mà, mọi người ai cũng làm được, tức là tất cả mọi người đều qua cái mức level đó rồi, thành ra nếu như mà mình làm hoài không được á, người ta sẽ bị mất kiên nhẫn. Đó, người ta sẽ nghĩ là trời ơi có cái câu nó đơn giản vậy mà sao không nói, mà sao nói không có trôi, mà nói không được, cứ nói tới nó lui hoài. Đó, mà lại tiến độ thì lại bị dí sau lưng. Thế là làm hoài không được thì bắt đầu nó hơ được rồi, đi ra đi tôi làm cho. Đó,
tự ái lần thứ nhất. Tự ái không phải là vì người ta chê mình mà mình tự ái, mà tự ái là tại vì ủa tại sao cái câu đơn giản vậy mà mình cũng không nói được, tại sao kỳ vậy. Mà ví dụ như mà thảy ra ở ngoài á, nó khơi khơi thì nói được, mà vô mic á thì lại nói không được, nhìn lên hình á thì lại nói không khớp miệng, ủa tại sao. Là mình tự ái cho mình đó nha, chứ không phải là vì người ta rầy mà tự ái. Cái lần thứ hai á, mới bị người ta rầy mà tự ái, đó là anh Cao Thanh Danh. Anh nói một câu, đó là khi mình làm được đâu cỡ cũng vài tháng rồi, cũng được tháng mấy hay tháng gì đó, cũng còn mới, tức là cũng hơi sơ xịa được chút xíu rồi, nhưng mà cũng bị trật duột lắm. Anh mới nói một câu đó là anh nói tên mình, cỡ như thằng này nè, là tên mình á, muôn đời cũng không đi làm lòng tiếng được. Ông nói câu đó trời ơi, tự nhiên mình vừa giận mà mình vừa quê mà mình đủ thứ cảm xúc mà nó tiêu cực mà nó dâng trào lên trong người mình. Nói vậy thì không phải là bây giờ là mình còn ghim gút gì chuyện mà anh Danh nói câu đó với mình đâu. Bây giờ mình với anh Danh rất là bình thường, nói chung là mình không có gây hấn gì với anh chị em trong nghề hết, rất là vui, rất là bình thường. Chỉ là ví dụ như không thích á, tất nhiên mà làm nghề nào thì cũng sẽ có nhiều sự xung đột, ai mà mình cảm thấy mình không hòa hợp thì mình ít tiếp xúc vậy thôi. Còn ai mà mình thân thiết thì mình nói chuyện nhiều, chứ mình không có mà bài xích hay là công kích gì hết. Thì anh mới nói cái câu đó, thế là mình bắt đầu tự ái. Trời, máu tự ái nổi lên. Để nói tại sao trước đó đã bị một lần rồi, tự trách bản thân rồi, mà bây giờ còn bị người ta dán nhãn là không làm được nữa. Tức tới nỗi mà tối đó về đó thưa quý vị, không ngủ được, suy nghĩ về cái lời nói của ảnh hoài luôn. Cái mình mới tự chất vấn mình là có nên tiếp tục không? Người ta đã nói vậy rồi, giờ mình tiếp tục, mình cố gắng thì mình cũng đâu có làm được nghề đâu, thì mình cố gắng chi nữa. Nhưng mà ở một cái bản ngã khác, nó lại nói mình không, bây giờ ông nói tôi vậy đúng không, tôi chứng minh cho ông thấy là tôi làm được. Thì thật ra cái việc mà mình chứng minh mình làm được đó là do cái sự bồng bột của tuổi trẻ. Tức là ai đó nói tôi vậy, tôi tức, tôi làm cho người ta thấy là tôi làm được, chứ không phải là tôi làm được để tôi làm nghề. Cái kiểu là như vậy thưa quý vị. Không có đặt cái chuyện là tôi làm được để sau này tôi làm nghề, chỉ là đặt cái chuyện là tôi làm được để cho anh thấy là anh nói sai rồi, anh nhận định sai về tôi rồi. Đó, cái kiểu là vậy. Thế là bắt đầu tìm cách. Thưa quý vị, thời điểm đó là nhà mình đã bắt đầu có cáp rồi, gắn truyền hình cáp. Mà truyền hình cáp lúc đó là có các kênh mà mình yêu thích, ví dụ như là kênh Disney Channel là một trong những kênh mà mình rất là thích. Mà thời điểm đó nha, mình biết mình đang gặp vấn đề gì mà mình không làm được luôn, đó là mình bắt tăng kém. Bắt tăng là cái gì? Ở những tập sau mình sẽ nói. Đó là một trong những cái kỹ thuật để mà gọi là cơ bản á, để mà làm nghề. Bắt tăng tốt rồi á, giống như là người ca sĩ mà họ nghe nhịp chắc á, họ không bị rớt nhịp á, thì ở bên lồng tiếng là sẽ bắt tăng. Bắt tăng tốt rồi mới bắt đầu diễn đó. Thì mình đang là bị cái bắt tăng kém. Mà thôi nói luôn đi, bắt tăng là gì? Tức là như vậy, ví dụ như quý vị mà nghe một cái phim, một cái lời thoại của diễn viên mà chưa có lồng tiếng Việt nha, quý vị để ý đi. Tức là họ nói dứt một câu, nó sẽ là một tăng. Mà một câu, định nghĩa một câu theo riêng của mình á, mà về tăng á, thì nó không hẳn là một câu có nghĩa. Mà một tăng ở đây á, hoặc là một câu ở đây á, nó sẽ trong khuôn khổ của một hơi. Tức là từ khi mà người ta hít một hơi và người ta giữ cái hơi đó, cho đến khi người ta nói xong một câu và người ta nhả cái hơi ra, người ta lấy tiếp một cái hơi mới, thì đó là một tăng. Cho nên cái khoảng ngắt hơi trong mỗi câu nói á, nếu như mà một người nói tự nhiên thì chưa hẳn cái khoảng ngắt đó đã tròn nghĩa một câu đâu thưa quý vị, đúng không? Mình ví dụ thì cái câu mà mình ví dụ nó là một tăng rồi. Tại vì mình ngưng mà, thì cái câu mình ví dụ thì nó chưa có hẳn là một câu. Mình ví dụ cái gì đó thì nó mới là một câu trên mặt văn bản. Còn mà trên mặt phim á, mà về tăng á, thì cái ba chữ mình ví dụ thì nó đã là một tăng rồi. Đó, thì định nghĩa tăng là như vậy. Thì bắt tăng kém á, là do mình đang bị phụ thuộc vô cái mặt kịch bản nhiều quá. Mình chia cái ý
theo từng câu hoàn chỉnh theo ý. Thành ra là khi mà mình ráp, mình nghe cái tiếng mà họ nói ở trên phone, rồi mình nhìn trên màn hình và mình nói lại thì nó lại không khớp lắm với cái việc ngưng nghỉ của diễn viên ở trên đó. Và cái việc mà nghe tăng kém hay giỏi á, nó lại phụ thuộc vô cái sự nhanh nhạy của quý vị nữa. Tại vì mỗi diễn viên họ có một cái cách thoại khác nhau, điều đó có nghĩa là nó không có một cái tăng cố định. Và cũng diễn viên đó, nhưng mà khi mà cảm xúc họ cao trào, họ nói nhanh, thì nhiều khi là một tăng của họ nó lên tới vài chục chữ, bắt buộc là mình phải nói lu 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 giống như họ. Còn mà khi mà cảm xúc mà họ trùng lắng xuống thì bắt đầu họ ngắt nghỉ nhiều ra, thì nhiều khi là họ nói vài chữ xong rồi họ ngưng, cái kiểu là vậy. Thì quan trọng là mình phải nghe và mình gọi là mình đặt mình vô cái diễn viên đó, mình cảm nhận được thì mình mới linh cảm được là cái tăng nó như thế nào. Thì giống như nãy mình nói, cái tăng nó cũng như là cái khuôn, cái nhịp của bên hát vậy đó thưa quý vị. Nếu như mà mình chắc cái phần đó rồi á, thì tất cả những cái phần sau mình làm rất là dễ. Mình muốn hô biến, mình muốn màu mè nó như thế nào cũng rất là dễ. Thế là mình biết mình yếu cái đó, mình về mình tập. Mà tập sao thưa quý vị, giống như nãy mình có nói là thời điểm đó thì bắt đầu là có truyền hình cáp, thì nhà mình cũng có gắn cáp. Thế là mình mà cái kênh mình yêu thích đó là kênh Disney Channel. Mà thời điểm đó thưa quý vị, ở trên kênh đó chiếu khá nhiều những cái bộ phim sitcom ngắn ngắn, mà thời đó thì vẫn còn trẻ mà vẫn thích coi những cái phim đó. Ví dụ như là High School Musical nè. Chắc là quý vị nào mà cỡ như tuổi mình trở lên á, thì chắc cũng có biết cái phim đó. Hoặc là phim Jack and Cody nè, là nói về hai anh em sinh đôi á. Rồi hay là phim, mình quên mất tên là phim gì rồi, nhưng mà là cái phim về cái gia đình đó là có phép thuật. Nói chung là những dạng mà sitcom ngắn ngắn chừng 15-20 phút vậy thôi. Thì ở trên kênh đó thì nó lại có phụ đề tiếng Việt ở phía dưới. Thế là mình mở lên. Hồi xưa thì mình chỉ coi nội dung phim rồi mình ngồi mình cười thôi. Còn bây giờ không, có phụ đề sẵn rồi, tôi ứng dụng luôn. Phim chạy tới đâu, phụ đề chạy tới đâu, mình đọc lên tới đó. Mà không phải đọc thầm trong đầu đâu thưa quý vị, đọc lớn lên luôn đó. Tại vì thường là phim đó chiếu buổi tối mà ở nhà vắng người đó, cho nên cũng không có ngại nhiều. Mình đọc lớn lên. Cái việc mà mình đọc lớn lên đó là mình tập cách để mà mình lua chữ, mình nhận mặt chữ nhanh. Tại vì cái phim nó đâu có chờ mình đâu, nó cứ chiếu liên tục, cái chữ thì nó cứ ẩn hiện liên tục. Thì khi mà nó hiện lên thì mình làm sao mình nhìn được cái nội dung đó và mình đọc lớn lên liền, kịp vô trong cái khung hình đó trước khi mà nó kịp mất đi. Cái thứ hai nữa, khi mà mình bắt đầu mình tập lua chữ rồi nha, và mình lua mình nhận mặt chữ ok hết rồi á, không bị vấp, không bị té rồi á, bắt đầu mình diễn cái câu phụ đề đó theo tăng cho nó khớp miệng với cái diễn viên ở trên đó. Đó là mình tập tăng. Thì lúc đó cũng chưa diễn nhiều, chỉ là quan trọng là mục đích của cái việc làm đó vừa nhận mặt chữ và vừa khớp tăng, không bị trào. Trào tức là khi mà diễn viên ở trên TV á, họ ngưng rồi mà mình vẫn còn thoại á, gọi là trào. Hoặc là thiếu miệng. Thiếu miệng đó là cái câu thoại nó bị dịch ít chữ quá, diễn viên trên TV còn nói mà mình đã nói hết rồi. Mà mình nói hết rồi tức là cái tiếng Việt đã hết rồi, nhưng mà cái tiếng gốc á, nó vẫn còn nói thêm, thì cái đó gọi là thiếu miệng. Thì đó là một vài thuật ngữ á, tăng, trào, thiếu miệng đó. Thì cái việc đó là mình bắt đầu mình tập. Thì thời điểm đó nha, mình vẫn chưa hoàn hảo về mặt chính tả đâu thưa quý vị. Vẫn còn sai khá nhiều lỗi. Nhưng mà nói chung á, là khi mà ở bên công ty đó là khoảng được 6-7 tháng á, là mình bắt đầu mình ra mình chinh chiến được rồi đó. Và cái việc luyện tập đó của mình á, mình cứ âm thầm kiểu là nhẫn nhục chờ thời á. Tại vì sau cái lời nói của anh Danh đó thì bắt đầu là người ta cũng e dè, không có dám phân vai cho mình nhiều. Thế là mình không sao, cứ kiên nhẫn tập. Đến một ngày đẹp trời nọ, khi mà tiến độ nó bắt đầu nó thư thả một chút xíu, thì người ta bắt đầu là dành thời gian cho mình. Tại vì không lẽ cứ học việc nhưng mà vẫn được trả lương thưa quý vị, không lẽ vô cứ ngồi đó hoài mà không làm. Thì lúc đó cô mới rảnh, cô mới kêu bắt lên ngồi làm.
thảy cho một vai ngắn ngắn thôi, cũng là quần chúng vậy thôi. Bắt đầu thảy vô làm, liền một cái bụp. Trời ơi, cả phòng bất ngờ liền luôn. Ủa, sao vậy? Sao được vậy? Dù là lúc đó là diễn chưa có hay, mình công nhận diễn chưa có hay, nhưng mà cái yêu cầu cơ bản của người ta đó là lua được chữ, nói đúng chính tả và khớp miệng. Yêu cầu cơ bản nhất thôi, mà mình đã làm được rồi. À, thế là mọi người có một cái ánh mắt khác đối với mình. Và từ cái vai nhỏ bắt đầu thảy vào một cái vai mà nó hơi nhiều hơn một chút xíu. Ví dụ như từ một cái vai giống như là mình nói cái vai quần chúng hồi nãy á, thì họ sẽ thảy qua cho mình cái vai mà nói được một cảnh hoặc hai cảnh. Rồi khi mà qua được cái vai một cảnh hai cảnh rồi thì bắt đầu là qua một cái vai quần chúng, nhưng mà một cái vai phụ. Ví dụ như là quản gia trong nhà chẳng hạn, thì là lâu lâu mới xuất hiện, nhưng mà xuyên suốt cả một bộ phim đó thì ổng cứ xuất hiện nhiều lần như vậy, cái kiểu là vậy. Rồi khi mà qua được cái vai phụ đó rồi là bắt đầu lên được cái vai gần như là thứ 9, tức là đi theo thằng thứ 9, cũng là nói nhiều nhưng mà cũng chưa phải là thứ 9. Và tới khi mà thật ra mình vẫn, khi mà ở trong công ty đó mình chưa lên được vai chính đâu. Tại vì thứ nhất là có nhiều giọng đẹp lắm. Ví dụ như Từ Khang là một giọng đẹp, Từ Khang chuyên trị vai chính. Có chú Thế Phương ở đó thì chú Thế Phương đã làm vai chính rồi, cho nên là không có tới phiên mình. Cho nên là cứ bao thầu những cái vai mà bất quá là thứ 9, rồi đi theo thứ 9 hoặc vai phụ vậy đó, kiểu là làm nền, làm dàn bao. Nhưng mà làm đúng tiến độ, kịp tiến độ cho người ta, và không có làm gọi là trì trệ công việc của người khác. Đó. Thì sau đó mình làm đâu được khoảng chừng 6-7 tháng thì mình xin nghỉ. Cũng có nhiều lý do mà giống như là gần đây chú Thành Lộc cũng hay nói đó, là bất cứ một cái cuộc chia tay nào thì cũng có nhiều cái ẩn uất hay là những cái lý do sau lưng. Thì mình cũng vậy thôi, thế là mình xin nghỉ. Thì sau khi mình xin nghỉ đó thì cũng đã biết được nghề rồi, cũng chứng minh cho anh Danh anh thấy được, tôi làm được đó, không có giống như lời anh nói. Rồi xong rồi nghỉ. Chứ không có nghĩ là có ý định là phải đi tìm việc gì đó với cái công việc này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cảm thấy là thời điểm đó khi mà mình nghỉ rồi thì mình vẫn thấy nghề này cũng có cái vui, cũng giúp mình kiếm được ra tiền. Thế là cơ duyên đưa đẩy mình đến với phim Việt Nam. Mà thưa quý vị, người ta là người ta phải từ phim Việt Nam, người ta đi qua phim bộ. Đó là cái thứ tự mà tự nhiên ở trong công việc nó là như vậy. Mình thì mình bị ngược lại. Mình từ phim bộ, mình lại trở qua phim Việt Nam. Mà cái sự mà đào tạo phim bộ của mình nó cũng giống như nãy mình kể, nó không có được gọi là bài bản lắm. Thì sau đó thì mình bắt đầu mình chuyển qua phim Việt Nam. Chuyển qua phim Việt Nam thì cũng có lý do đó thưa quý vị. Đó là giống như hồi đầu số mình có nói, đó là chú Xuân Tâm. Là chú có tham gia cộng tác với bên câu lạc bộ Tân Sơn Nhất đó, mở những cái khóa mà đào tạo diễn viên lồng tiếng cho bên mảng phim Việt Nam. Thì ở thời điểm đó khi mà mình vừa nghỉ ở bên công ty này á, công ty đầu tiên á, thì mình có thấy, có biết được đó là chú Xuân Tâm ổng mở phòng thu, mở công ty riêng cho chú luôn, cho bản thân chú luôn. Xây phòng thu các kiểu, cũng tuyển diễn viên lên để mà làm. Thì phòng thu đó là vừa là thu phim Việt Nam và vừa thu luôn phim bộ. Thì ở thời điểm đó là phim Việt Nam mà chiếu trên truyền hình cáp đó thưa quý vị, cũng khá nhiều đó nha. Mà mình sẽ dùng một cái từ mà các anh chị làm phim Việt Nam á, họ sẽ không thích lắm. Các anh chị diễn viên mà tiền kỳ họ sẽ không thích lắm. Mình thì mình cũng không thích đâu. Nhưng mà tại vì mọi người hay gọi cho nên mình cũng sẽ gọi. Đó là cái dòng phim mì ăn liền đó thưa quý vị. Quay và chiếu liên tục, làm nhanh cấp kỳ luôn. Vừa quay xong đem đi lồng và chiếu liền. Tại vì thời điểm đó là truyền hình cáp cũng gọi là khá phát triển, cũng có nhiều kênh. Và thế là họ cần có phim để mà họ chiếu lắp sóng. Rồi phim Việt Nam làm quay để chiếu thì lại không kịp. Thế là bắt đầu là qua phim bộ. Bùng nổ việc là mua phim bộ chiếu, mua về để lồng, lồng xong để lắp sóng. Đó là sự ra đời và cũng là sự ra đi của kênh Les Việt. Cũng là một điều khá tiếc.
Rồi thì khi đó mình không nhớ là ai đó nói với mình là bên chú Xuân Tâm là có mở công ty gì đó. Thì mình cũng thời điểm khi mà đi làm thì cũng đã biết chú Xuân Tâm là ai. Thì thời điểm đó là chú Xuân Tâm, cô Mộng Vân là hai nhóm mà làm phim Việt Nam cùng với chú Phước Trang nha. Là những nhóm mà làm phim Việt Nam là khá nổi tiếng và chỉnh chu bài bản á. Thì chú Xuân Tâm và cô Mộng Vân thì mình có cơ hội cộng tác. Riêng chú Phước Trang là tới bây giờ luôn mình vẫn chưa có cơ hội cộng tác với chú. Thì khi mà mình qua mà mình tuyển á nha, là phòng thu vẫn còn đang set up gần xong. Thì cùng với mình qua lúc đó thì mình nhớ là có chị Huỳnh Thị Thu Hiền. Chị Thu Hiền bây giờ là co-founder của bên Rin Voice á, là cũng là đào tạo về giọng nói. Nếu mà quý vị và các anh chị nào mà có nhu cầu mà muốn trải nghiệm học á, thì cũng nên thử ở bên Rin Voice. Ở này không phải quảng cáo nha, cái này là mình biết trung tâm nào đào tạo thì mình giới thiệu thôi. Tại vì cũng có nhiều anh chị là lên fanpage rồi hỏi mình là có dạy không, rồi có biết chỗ nào không, thì mình cũng đều chỉ. Chỗ nào mà mình biết là đang có dạy thì mình chỉ hết. Tại vì sẵn cái câu chuyện về chị Thu Hiền á, thì mình nói vậy thôi, chứ còn vài trung tâm nữa. Thì trong cái những cái người mà qua bên đó mà thử giọng á, thì trong danh sách 10 người thì có mình với chị Thu Hiền đó. Rồi sau đó thì cũng không còn lại ai. Những học trò của chú thì chú cứ bắt về làm gì đó. Thì thời điểm đó thưa quý vị, hầu như là 14 tiếng trên phòng thu. Một ngày 24 giờ mà hết 14 tiếng mình trên phòng thu, làm liên tục. Mà không phải là do làm nhiều mà là do không có gì làm, cho nên cứ ở trên phòng thu đó coi ai làm gì rồi mình vô mình làm theo. Nói chung là cũng được ưu ái, cũng được gọi lên làm nhiều lắm, nhưng mà nó không phải là làm liên tục. Tại vì thứ nhất á, thời điểm đó là mình cũng chưa có giỏi nghề, chưa có cứng nghề, chỉ ở mức là nhanh nhạy thôi. Nhanh nhạy tức là mình ít bị rớt. Tức là lên thu á, đứng trước mi á, nói một câu, không có bị trào hoặc không bị thiếu miệng. Chỉ có cái diễn á, là chưa ổn thì cần phải diễn đi diễn lại, kiểu là vậy. Đó. Mà vô tình á, là cái thời điểm đó thì họ cần nhanh hơn là họ cần quá hay. Đó. Sau này thì họ lại cần hay hơn họ cần nhanh nha. Tại vì phim đã nhiều lắm rồi, giờ họ cần chất lượng chứ không cần số lượng nữa. Thì tại vì thời điểm đó họ cần số lượng cho nên là mình có cơ hội mình được làm nhiều. Đó. Chỉ vậy thôi, là do mình may, tất cả đều do mình may mắn hết. Thì mình ở trong đó, ở trên phòng thu đó mười mấy tiếng đồng hồ. Mình đâu đó cỡ chừng một năm như vậy, mình bắt đầu mình phát bệnh. Tại vì làm nhiều lắm, làm mà cái người mà nó gầy rộp đi luôn. Mà quý vị biết là phòng thu á, mới lạnh lạnh kinh khủng. Đến nỗi mà mặc hai lớp áo mà vẫn còn thấy lạnh. Không biết cái phòng thu đó, ổng làm cái kiểu gì mà nó lạnh, lạnh ơi là lạnh. Mà tại vì phòng thu lớn mà, thu phim Việt Nam thì nhiều khi là cần làm quần chúng đông á. Cần phải nhiều khi cả chục mạng người vô trong phòng thu. Thì bắt buộc là phải mở máy lạnh lạnh. Thế là mình bị viêm phổi. Mà gần như là chuyển qua lao đó thưa quý vị. Nếu như mà thời điểm đó mà không phát hiện kịp á nha, là chắc là mình đã bị lao phổi rồi. Bị viêm đỉnh thùy phổi. Mà mình thật ra mình cũng không biết nữa. Bỗng một hôm á, mình trước khi đi làm mình bị sốt. Mình bị sốt, khuya đó mình bị sốt, cái sáng cái mình cũng đánh răng rửa mặt vệ sinh, cái thế là tự nhiên ói ra máu, cái bắt đầu sợ quá, cái mới bắt đầu là xin nghỉ, không có đi lên phòng thu. Nói là Yến là lúc đó là chị Yến là chỉ là kỹ thuật ở bên đó, nói em vậy đó, cái rồi xin nghỉ, rồi đi khám chụp hình các kiểu hết thì mới phát hiện ra là bị viêm đỉnh thùy phổi. Và tới bây giờ thưa quý vị là cái đó nó vẫn còn ở trong người mình á, gọi là đã từng bị một cái tì á, gọi là một cái tì á. Và không có làm vừa sức thôi chứ không có làm nhiều, mà thật ra vừa sức với mình là cũng nhiều với người ta rồi chứ là không có như hồi xưa là la hét ổn tỏi này nọ. Mình biết là mình làm gì tới khi nào mà đúng sức mình thì mình ngưng, chứ mình không có ấy. Lúc đó thì cơ thể của mình, sức khỏe của mình nó lên tiếng. Bắt đầu mình mới nhìn lại, đúng thiệt là thời điểm đó thì trẻ thì cũng trẻ thiệt đó, nhưng mà làm nhiều quá, thôi ngưng đi, tạm ngưng. Thế là mình bắt đầu mình ít, làm ít lại, bớt ham lại, bớt ham học lại. Thì sau đó thì bắt đầu là chọn lọc hơn.
Mình nhớ đâu đó là vào khoảng... Cái chuyện này nó diễn ra trong chừng một năm thôi quý vị. Tại vì cái thời điểm đầu tiên á, là mình học nghề á, gọi là khoảng đâu đó khoảng tháng 9 năm 2009. Thì mình ở bên công ty đó 6-7 tháng thì cho là khoảng tháng 3, tháng 4, 2010 đi. Đó. Thì trong vòng một năm 2010 qua đầu năm 2011 là mình đã ngưng rồi. Tại vì cái năm mà 2011-2012 á, là mình bắt đầu mình vô sang văn. À, cho những ai chưa biết sang văn là công ty gì thì thưa quý vị là hồi xưa quý vị sẽ nghe câu là Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng Pha Phim Việt Nam phát hành. À, thì Sài Gòn Phim là một cái công ty là chuyên về dịch thuật và lồng tiếng thôi. Nhưng mà cái đơn vị phát hành đó, nó là tên là Pha Phim. Thì sang văn nó cũng giống như Pha Phim, nó là một đơn vị phát hành. Và trong cái đơn vị phát hành đó, nó có thêm một cái phòng gọi là phòng lồng tiếng, để mà kiểu là lồng tiếng qua trực thuộc của bên công ty phát hành sang văn luôn. Lồng tiếng xong rồi dập đĩa ra in rồi ra đĩa. Chứ không có phải là như Pha Phim, là Pha Phim chỉ là phát hành thôi. Pha Phim phải thuê một cái nhóm gọi là nhóm Sài Gòn Dịch đó, và lồng tiếng, để mà lồng tiếng xong gọi là gia công đó, cho bên Pha Phim đó. Thì đó là lý do mà mình bước vô sang văn. Tại vì á, cũng không phải là giỏi giang gì đâu thưa quý vị. Nó có hai cơ duyên. Thứ nhất đó là mình bắt đầu là mình thấy mình làm nhiều rồi, cơ thể lên tiếng rồi, mình cần một cái chỗ ổn định. Mà thời điểm đó là ở bên sang văn á, là họ trả lương theo tháng và làm ổn định mỗi ngày. À, từ sáng là từ 7 giờ cho tới làm tới chiều là 5 giờ là xong. Vô chấm công chấm vân tay y như là đi làm bình thường vậy đó. À, nhưng mà tiến độ là một ngày là ra 5 tập phim, phim bộ nha. À, tiến độ là ra một ngày 5 tập. Mà ở đây thì nhiều khi là quý vị nói là một ngày 5 tập là nhiều, chứ thật ra là vô công ty đó làm cái èo. Tập sau đi, mình sẽ nói về bên sang văn, cũng có nhiều kỷ niệm với bên sang văn lắm. Thế là đó là lý do thứ nhất, đó là sức khỏe mình báo động, mình không thể là mình đi làm ở ngoài làm nhiều như vậy, mình cần một cái chỗ ổn định và làm ít lại một chút xíu nhưng mà hưởng lương cố định đó. Cái thứ hai nữa đó là cái mà hồi nãy mình nói, không phải là do mình giỏi mà mình muốn vô là mình vô đâu, cũng phải vô, cũng phải thi, cũng phải cát này nọ cái thứ. Thì lúc đó là vô thì cũng chung với mình đó là có nhiều người lắm. Mình nhớ là thôi đừng kể tên. Cũng nhiều người lắm, nhưng mà cuối cùng là mình lại được. Chắc là do may thôi chứ không phải là do giỏi gì hơn những người kia đâu. Tại vì mình chịu làm theo cái chế độ của bên sang văn đó. Chịu cái mức lương đó, chịu cái việc đó là ngồi làm từ 5 giờ sáng cho tới 7, từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Chứ không có chạy rong, chạy rủi, chạy khắp nơi, chịu cố định. Mà một người trẻ mà chịu cố định thì chắc là thời điểm đó chỉ có mình thôi. Còn những người khác là họ ít chịu, họ thích làm tự do nhiều hơn. Cho nên không phải là mình vô được công ty đó là do mình giỏi, mà là do nó đúng với nhu cầu của mình, là mình cần cái môi trường như vậy. Và nó phù hợp với công ty, với cái điều mong mỏi của công ty đó. Thế là mình bắt đầu mình vô. Tập sau mình sẽ kể về những kỷ niệm của mình với lại sang văn. Mà cũng xin mở ngoặc gọi là gì ta, một cái teaser nhỏ nhỏ trước thưa quý vị, là ở sang văn thời điểm đó toàn là những tên tuổi gọi là, nói ra là nghe hết hồn nếu như mà ai mà yêu thích phim bộ. Chú Huy Hồ, chú Hà Thao, chú Khánh Văn, chú Nguyễn Vinh, cô Bích Ngọc, cô Thanh Bình, cô Thùy Trang. Ồ, ghê chưa? Nói ra không là thấy là dữ dằn rồi. Thôi, số này cũng dài. Hẹn quý vị vào tập sau nha. Hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục đón nghe và cùng theo dõi với mình cho hết cái series ngày nói này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn quý vị vào tập sau. Kỷ niệm với sang văn.